Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một cái động cơ Isuzu 2KC1 lên nguyên khung bình dầu, khoe phun lửa kết nước ha. Rồi bên đây có để một khoảng chờ riêng, khoảng chờ riêng để anh em gắn bơm dân thể từ dân thể 4 đổ về, hoặc là cái cục limo 7,5 kg đổ về ha. Đây bô lửa, bô e, kích nước, kích lớn ha. Kích này chắc 40, ngang 40, cao 60, cao dữ vậy ta, cao 60. Rồi tình trạng cái động cơ này thì anh em thấy rồi, còn rất là đẹp ha, đề đốm rồi nè anh em ha, chỉ màu nữa. Đây Isuzu, Isuzu 2KC1 BA-02, Isuzu Moto LTD Made in Japan. Tình trạng máy rất là đẹp. Thì cái động cơ này thì nó bền lắm anh em. Cái này chủ yếu là nó nằm ở trên xe cuốc là nhiều, chứ anh em mình ít thấy nó nằm rời lắm. Mà nay nó về nguyên bộ, nguyên cơm lê vậy luôn nè. Đó, nguyên bộ nguyên cơm lê là riêng hết nha anh em. Chỉ có cái bình dầu này là em gắn thêm thôi nè. Đó, bình dầu, ổ khóa, đề, sạc. Đây là cái màu xanh này là nhớt nè, còn cái màu vàng này là sạc nè. Đó, nó khi bật lên thì nó có đèn nè, đèn xanh là nhớt, đèn vàng là sạc. Khi nổ máy thì hai cái đèn này nó phải tắt. Rồi bô e rin luôn ha. Nói chung là riêng toàn bộ hết, chỉ có cái bình dầu này là em gắn thêm thôi. Đó, anh em dòm mà nhập họ làm chân máy rất là đẹp. Đó, thì con này giá nó khoảng đâu đó khoảng 20 thôi. Được nhớt nè, được dầu nè. Dầu đã không? Quay từng chi tiết cho anh em xem. Hai KC1 BA-02. Đó thì mấy anh em nào mà ví dụ như có xe đào á, này nên nhớ nó tại trên cái con xe đào IHI-08 á, anh nhớ mày mại là vậy, 08 á. Có thể mua riêng cái động cơ thì em vẫn bán riêng cái động cơ ha, em mua khúc nào bán khúc đó ha. Que Isuzu dập nổi luôn nè. Này em dòm cái nước nhôm của nó là anh em biết cái máy nó cỡ nào rồi ha. Đề thì mình bật chìa khóa qua đây, là xong rồi mình đề ra. Đó, nhít nhẹ qua là nó nổ rồi. Ra đây. Rồi, tắt đây. Đó, tắt là sáng đèn. Khi nào ấy thì rất hoàn đây là tắt đèn. Nguyên bộ cộng bộ cơm lê luôn ha. Sạc xiết rồi là em đã câu đầy đủ hết rồi. Đây nè. Thì về cái phần bu ly. Cái phần bu ly này thì riêng của nó là nó đang xài cái bu ly nhỏ nè. Anh em thấy không? Thì để em tắt máy. Đây thì ở trong đây thì nó sẽ có một cái lỗ cốt. Ví dụ như anh em chạy cái bơm nước thì mình sẽ gắn cái bu ly lớn, hoặc là máy phát điện thì mình gắn bu ly lớn đó. Tại vì cái này là em chưa có gắn máy phát điện hoặc là cái bơm nước nên em chưa có đi bu ly cho anh em được. Rồi thí dụ như anh em muốn bu ly máy hoặc là gì đó thì cứ báo em, rồi em gắn thêm, thì hết bao nhiêu chi phí thì em báo cho anh em thêm ha.
đó, còn nó về thì nó cái polyzin thì nó vậy rồi, em cũng để vậy luôn chứ em không tháo ra nữa. Không có dòng Isuzu này là anh em biết rồi, máy cực bền, đổ không biết tối. Chân thành anh em đã luôn quan tâm và ủng hộ của hàng em. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.